Nó chết à? Chú có block không? À, hy vọng nó không block. Yeah, win, yeah. 1-3. Ok, xin chào các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Siêu Nhân Gameplay và cùng đến với một game mới. Đây là game nuôi khủng long Jurassic Park. Jurassic Park Building. Đây là mình xây dựng một công viên khủng long cho các bạn. Mình giới thiệu với các bạn đây là công viên khủng long của Siêu Nhân Gameplay. Đây là rất là nhiều loài khủng long. Mình đã mất một tối để xây dựng cái công viên này. Và giờ mình sẽ đi chiến đấu các bạn xem. Mình giới thiệu qua một số con khủng long nha. Đây là con The Rhinoceros. Wow, khó đọc quá. Đây là con mạnh nhất của mình. Con thứ hai, mạnh thứ hai, đây là con Brontosaurus. Đây là các loài khủng long ăn cỏ nha các bạn. Đây là con mạnh thứ hai. Con mạnh thứ ba của mình, đây là khủng long ăn thịt này. Đây là con mạnh thứ ba. Đây là con mạnh nhất. Đây là con khủng long ăn thịt mạnh nhất. Đây là con Tyrannosaurus. Đây là con mạnh nhất của mình. Và đây là mấy con khủng long linh ta linh tinh, mình không biết tên nữa. Đây là một game xây dựng nha các bạn. Và có thể chơi online ở trên Facebook. Các bạn, những bạn nào mà chơi game này có thể kết bạn Facebook với mình và có thể chiến đấu với mình luôn. Ok, hôm nay mình sẽ đi chiến đấu thử với các bạn xem. Giờ thì các bạn, mình sẽ đấu tour. Đây là chiếc mũ mình đợi trong lúc đi tham quan công viên khủng long. Nó nắng thì mình đội. Ở đây mình toàn đấu với mấy anh chị Tây thôi. Đấy đây, toàn những bạn nước ngoài. Ok, các bạn ơi, mình sẽ lấy con mạnh nhất của mình ra và chiến. Yeah, 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 để lấy ba con mạnh nhất của mình ra. Chú cứ lấy gì mà chơi. Ué, kết nối hơi lâu một tí. Một chế độ offline. Con của mình to thế này mà nó lấy được. Oh my god. Mình chấp nó đánh mấy phát rồi. Getting start à. Hello. Hello, chị khỏe không? Chị ăn một cắn đi. Ăn một cắn đi. Wow, nửa cây máu. Wow. Nó chắc là nó không thể đánh được mình. Ok. Mình vặt cho nó cái đuôi. Vặt cho cái đuôi, vặt cho cái đuôi gần chết. Nice hit. Oh no, gần chết. Con của nó là NATO xe cái gì tên khó thế nào bạn, mình hút ti phát xem có mày không. Yeah, mày ăn một chiêu ta đi, bầm ăn cái đuôi 4k máu. Và đi viện luôn. Không, mình đánh cho nó một con đi viện rồi, mình không cần dùng kia rồi, mình chấp hết mọi đối thủ. Đánh đi nào, đánh đi nào, chị có 100 máu à? Để chị ăn một hút của em nhá. Ăn một hút 1k7. Đẹp vãi. Khủng long của mình nhìn đẹp quá. Mình mới vừa nâng cấp được đấy các bạn ạ. Mình nâng cấp mắc công nghệ cho nó rồi. Mấy chị này chưa nâng cấp mắc công nghệ nên đang còn thiếu. 3k máu. Một cắn 3k máu. Và nhập viện. Con nhỏ nhỏ này thì tính gì. Đổi con đẹp đẹp anh. Đổi con đẹp đẹp rồi. Ok. Đấy, khủng long ăn thịt Tyrannosaurus. À, 1k4 máu. Wow. Ok, mình cho nó một chiêu hunty nhá. Hunty. Come on. Yeah. Sợ là mình hét mà nó sợ luôn. Wow. 5k8 máu. Oh my god, mạnh quá trời luôn. Ok, kết thúc trận đấu đầu tiên và mình đã chiến thắng và mình đã vào vòng bán kết và đấu với Marina mình vẫn lấy. Ok, mình sẽ lấy con này, sao con này 22 công yếu vậy. Mình lấy mấy con này mình thử nghiệm xem nó mạnh không. Và vẫn có khủng long bạo chúa của mình nha. Chú khủng long bạo chúa của mình. Ở đây rất là nhiều loài khủng long cho nên mình cũng không thể biết hết tên nó được. Chưa biết hết được, mình mới chơi được có một ngày à.
Mình quyết định làm video các bạn xem. Ok, rồi sao nó to vậy? Mình nhỏ mình có võ đấy các bạn. Mình, các bạn xem mình hạ gục con to to cho các bạn xem được. Con mình là Dilophosaurus. Mình là khủng long ăn thịt nhưng mà nhỏ, kích thước nhỏ. Cao chừng khoảng gần 2 m, 1m7, 1m8, dài 3 m. Chỉ thế thôi nhưng mà nó cũng có thể giết con này. Mày 200 máu. Wow, ngã. Ngã nhưng mà không thấm, có 200 máu à? Không tin mà có 200 máu à? Thôi cho nó chết đi. Chết luôn. Ờ, chết thật. Đi viện. Đi lên mình. Ăn một cái đuôi của ta đi. Wow, 90 máu kìa. Con Tapezara này yếu vậy. Oh man. Mình không tin em có mạnh không? Con này mình chưa nâng cấp mắc công nghệ. Sau mình sẽ nâng cấp mắc công nghệ. Mày ăn một mỏ 800 tiếc. Yếu ớt quá. Quá yếu ớt à. Ok, cho chết luôn. Ô, vẫn chưa đi viện kìa. Ra mình tra lên nó phát. Ghi tinh. Rất là tốt. Ok, không cần luôn. Không cần dùng giáp luôn. Mình cho nó đi viện thì để mình lấy con khủng long của mình ra. Đây, con Tyrannosaurus. Cho nó một tí đi em. Yeah. 6k tiền, 5k 8. Có vậy. Con nhỏ nhỏ ấy, tuổi gì? Mình chat với nó là tuổi gì ạ? Tuổi gì mà đòi ăn mì? Một cắn. Gần chết. Một cắn là gần đi viện rồi. Ồ, nó bảo nó không thể thắng được mình. Ok. Thắng chi này. Ở đây là mình đấu ở chế độ xếp hạng đấy các bạn. Nó giống như là chơi liên minh vậy. Mình đây đang là mới là giành đồng. Và đấu với toàn mấy bạn nước ngoài. Maria. Cái tên Maria này rất là quen thuộc. Ok, mình cho nó nhập viện luôn nhờ. Đi viện, đồ con lợn. À, cùng ngoài thôi. À không phải, nó là Giganotosaurus. Mình là Tyrannosaurus. Hơi khác nhau một tí. Oh man, nó có block kìa. Mình cũng block luôn. Đây, nó còn một block nữa. Mình cắn một phát nữa cho nó block đi. Bữa lau nha, không bữa lau à? 3k vào đi viện rồi. Oai. Julia, mình phải lấy con mạnh mạnh của mình ra mình chiến với nó. Ok, con này là một này. Oh, lấy con có sừng này ra đi. Và lấy con lấy con Drisnautus. Đó là con khủng long ăn cỏ. À, nó có một con mạnh này. Hai con của nó cũng mạnh các bạn ạ. Không kém gì đâu. Cấp 30. Wow, đẹp vãi. Con của nó đẹp thế nhờ. Con của nó là gì đây? Wow, ca 3 máu. Sắp đi viện rồi. Nó cắn mình phát sắp đi viện luôn. Ok, mình cho nó một cắn nào. Đấm không? 100 máu. 79 máu kìa. À. Oh man. Xong rồi. Trận này khó đây. Mình hơi khinh địch và mình lấy hai con yếu yếu là mình chơi. Ok, cho mày ăn một đuôi rồi 300 máu. Chết rồi. Ờ, gần chết. Ok, Hunty em. Mình cho nó một Hunty em. 1k máu. Hunty là phải tầm 1k máu. Yeah. Một hút 1k máu. Không sai chút nào. Ok, come on. Chiến đi em. 200. Okay. Cho nó một hút đi. Hút này 800 máu. Wow, 669. Thôi mình không block đâu. Mình để dành block cho con boss của mình. Ha ha ha. Wow, của mình đã ra. Mày ăn một chiêu của ta này. Đỡ đi em. Đỡ cái đuôi. 4k máu. Ok, đến con
khan auto slot. Rồi mình dùng block. Một block, ok. Hunty là nó chắc chắn nó sẽ block và mình sẽ cuột đuôi cho nó mất block đi. À không block kìa. Con này ngu vãi, mình sát cho nó phát mày ngu thế. Ok, không xin nhê. Mình 10k máu mà mình sợ gì. 10k máu mà mình chịu được mấy cái hunty của nó luôn ấy. 3 cái hunty của nó chưa chắc là chết được mình. Ok, mình cho nó hunty trúng thì mình mất bao nhiêu máu, không cần block. Không cần block, wow. K máu cũng khá là thấm. Mình chưa hunty đâu, mình cho nó hết block mình hunty. Đấy, nó còn một block nữa thôi. Và nó chắc chắn là thua mình rồi. Ok. Và chấp nó hunty luôn. 4k máu là cùng. Ồ, 2k máu thôi. Yếu hơn so mình tưởng tượng. Quá là yếu ớt à. Ok, nội cái này cho nó mất block đi. Ăn cái đuôi của ta đi. Ăn này, ok. Block. Come on. Ok. Chiều hunty. Này, ăn một hút của ta đi. Ăn một hút của ta đi. Wow, 3k máu. Ui, yeah. Như vậy là mình là đình án thắng chung cuộc. Mình quá là mạnh. Yeah, được cúp nha các bạn. Nếu các bạn xem video của Chinh Nguyên Play, nếu thấy hay thì hãy cho một like nha. Và hãy tích cực chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ Chinh Nguyên Play. Thật thì chia nào. Khủng long. Khủng long của Chinh Nguyên Play. Rất là nhiều khủng long nha các bạn. Đây. Ok, các bạn nào mà có một các bạn nào mà có kiến thức về khủng long thì có thể comment các tên các con khủng long các bạn yêu thích ở dưới video. Mình sẽ làm cho các bạn. Giờ thì mình chiến nào. Chiến nào, mình chỉ cần 3 con này đi. Mình lấy 3 con yếu của mình và phải chiến đấu. Oh, chỉ số ngang phèo nha. Đấu với Jordan. Không biết anh ở quốc gia nào nữa. Ở trên cái này rất hay là các bạn được đấu với toàn là nước ngoài, người nước ngoài hết rồi. Và con của nó nhìn ghê. Oh man, cá sấu máu đau vậy. Không sao. Anh sẽ cho chú biết tay. Anh khởi đầu đi em. Ok, lọc. Rồi, hụt rồi nha. Rồi anh sẽ cho chú một hút nữa. Yếu vậy. Không, con này yếu quá cho nó chết mẹ em. Không chịu chết à? Ok. Đâu mình nhấn nhầm rồi ca. Ok, mình kết thúc rồi nha. Mình vẫn lao phát nữa rồi, mình kết thúc rồi. Kết thúc. Come on. Mình nghĩ là mình có thể giết được nó. Mày từ mày to à? Bố mày nhỏ, bố mày có võ đấy. Yeah. Ăn một đuôi này. Yeah. Quýt một chú. Mình tiêu diệt được một chú, ok. Mình không cho chết. À, con Tyrannosaurus này giống hết con mình nhưng mà nó đang ở level yếu hơn. Mình sẽ để dành hồn tin. No. À, cả hai. Con khủng long này đam cao. Đấy, đến con Stegosaurus của mình, con này rất là nhiều gai, không gì ăn đâu. Không gì ăn được con của mình đâu. Con mình có chỉ số thủ cao nên là cắn không thấm gì đâu. Fuck, cắn cũng cả hai máu, mình tra nó phát. Ok, một rất là tuyệt vời. Oh man, xong rồi. Mình chưa chết được. Ok, mình sẽ phải cắn một phát nữa và mình mới hunty, mình nó mới chết được. Cắn phát nữa rồi hunty mày đã chết được nó. Ok, mình sẽ phải block pha này không là mình chết. Không block được kìa. Đồ, mình hết block rồi, vãi tèo. Ok, cho nó chết đi em. Mình hết block. Đến con nhỏ nhỏ đây. Con Rarasaurus. Con của đó là con Rarasaurus. Không xin nhê. Đấu với Brontosaurus của mình. Mình xem một pha thì có chết không. Ăn một đập đi này. Thôi hẹo luôn. Ôi chưa hẹo. Người chết à. Oh my god. Getting. Yeah.
không, không thấm đâu, không thấm đâu, cá chín máu. Oh man. Ok, do mình hơi khinh địch nên là trận đấu này hơi khó khăn. Máy bay một đám chết luôn. Quá là vậy. Vậy mình đã vượt qua vòng tứ kết và đến vòng bán kết. Ok, mình đấu với Gunawan. Không biết là nó ở đâu đấy. Mình lấy mẹ, mình lấy những con khủng long mạnh nhất của mình ra. Ok, mình để con, mình để con Tyrannosaurus của mình ở quấy. Đấy là con thẻ bài quyết định. Water heo chơi một à, chưa có hai à, thêm chút nữa đấy. K9 với 2K7, mình nhìn hơi về chỉ số và mình sẽ thắng trận này khá dễ dàng thôi. Oh no. Sao nó to vậy? What the hell? What the hell? Oh, to mà không xin nhỉ. To nhưng mà không ăn thua. À, nó chửi mình à, chửi mình đồ con lợn. Đồ con lợn ăn một cắn nữa này. Ăn một cắn này. Đồ con lợn to. To xác làm gì? Come on. Oh no. Mình không tin, mình không chết được nó mà. Mình tin. Ok, mình không tin, các bạn xem nha. Yeah. Wow, nó gọi hội. Gọi hội ra chiến. Yeah, 3-1. Em có K2 máu. Không bờ lâu, à bờ lâu đi. Ok. À, chửi bố mày à. Mày ngu, chửi bố mày à. Chửi bố mày đi. Chửi bố mày. Oh no. Ok, thôi khỏi bờ lâu đi, cho nó con này nó đi viện đi. Rồi mình lấy con boss đi ra. Oh, mệt. Ha 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 ha, mày đấu với bố mày đi. Đây là hai con khủng long giống hệt nhau nhưng mà con mình cấp cao hơn nha các bạn. Rồi mày một cắn là mày chết luôn. Oh bro, tôi sao đó. Ok, không cần block đâu. Oh man, 700 máu à. Ok, cho nó một ulti nha các bạn. Yeah. Ăn một ulti của nó này, ăn cái đuôi. Yeah. Mày, oh no. Nó còn một block nữa. Còn một block nữa. Mình sẽ phải tiết kiệm, mình tiết kiệm ulti. Ờ, mấy game này căng thẳng quá. Game này khá là căng thẳng. Không block nha. Come on, ăn một cuột 500 tiền. Yếu vậy. Sao mình yếu vậy? Nai hết à? Nai gì mà nai. Thôi đào, đứng dậy em. Trời, một cắn là phải chết rồi. Yeah. Ba ca máu. Ok, wow, con này đẹp thế. Con Zutiranus. Mình phải về nuôi con này mới được. Đẹp lắm các bạn ơi. Mình thấy một con đẹp nha. Xem nó chịu được. Mình sẽ đổi con của ngang bà chúa của mình đây. Khá block. Và mình block xong rồi, mình cho nó một chiêu cuối là nó chết luôn. Ok thôi, chờ xem block em. Không một chiêu block chết luôn kìa. Oh my god, 3k máu. Con cùng ngang bà chúa mình ghê quá. Oh my god. Thấm nó block đi em. Không block lại em chết đấy em ơi. Nó vừa lao không chịu vừa lao. Vâng, nó đã xác định là không vừa lao cũng có vậy là. Wait. Ok, quá là ghê gớm. Vâng, mà mình đã đến trận chung kết nha. Come on. Mình phải dùng tiền mua lại. Ok, đấu với thằng này. Đây là trận chung kết rồi. Mình sẽ đi test mấy con mới của mình đây. Con này là 1 này. Con này là 2 này. Con cuối là con khủng long bạo chúa.
Sao anh ta chơi có hai vậy? Chép à? Wow, chỉ số nó nhìn hơn mình nha các bạn. Ván này căng rồi, ván này căng rồi. Ván này căng rồi, chỉ số nó nhìn hơn mình. Chết rồi còn. Wow, úi xấu rồi. Abeto sau rất. Đâu. Cái quay đang xảy ra vậy? 300 vòng. Đâu, sao bị rồi? Sao xác định rồi? Ok, mình sẽ dồn. Mình sẽ dồn hết các tuyệt chiêu cho con khủng long bạo chúa của mình. Con Gina sau rất. Đọc ngọng hết cả lưỡi à? Đâu bọn chú đi viện rồi. Sao rồi à, nó bảo là nó sẽ chiến thắng à. Rồi bố mày cho mày có chiến thắng không? Ok, cảm ơn nào. Rồi đúng rồi em. Oh my god, một cân đại. Ok không cần vừa lòng. Đâu nó phải ulti 3 lần mới chết à? Ok, nó không block mà nó chết rồi. Nó còn 2 block. Mình phải cẩn thận. Ok, một chú. Come on. Không block. Mình quyết định không block. Wow, trận này căng đây. Căng đây. Mình còn 3 phát ulti nữa. Cắn phát nữa. Không block này. Ok, block. Phải thật là tính toán kỹ trong game này. Nó khó chơi đây. Cắn phát nữa chúng là chết. Nó không có lóc mà nó chết. Ok. Và tuy ra sau đó. Đây hai con giống nhau. Ok, mình sẽ phải bị lóc thôi. Và mình mất lợi thế hơn rồi. Ok, nó mà không bị lóc mà nó chết à. Chú có bị lóc không? À, hy vọng nó không bị lóc. Yeah, win, yeah. 1-3. Và mình đã thắng cho một game khó. Thì Nano sau đớt của mình đã cứu mình cùng các bạn, chứ các bạn thành cúp à. Ok, vậy là mình đã giành 2 cúp rồi. Mình đang lên, đang từng bước lên vàng. Và mình đã hết. Mình phải còn 2 tiếng nữa mình mới lại đấu giành được. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem qua công viên của mình nha. Đây là công viên dưới nước. Lúc nãy là các bạn xem công viên ở trên cạn, giờ đến công viên ở dưới nước của mình. Đây, mình giới thiệu qua cho các bạn công viên ở dưới nước của mình. Đây là hai con cá thì mình không biết tên. Đây là con rùa khổng lồ. Đây là con Elamosaurus, con mạnh nhất của mình ở dưới nước. Và đây là mấy con mực này, ăn phải cả năm mới hết. Con mực này khổng lồ các bạn ạ. Con mực này nặng 1.200 tấn. Không biết là nó to thế nào. Các bạn thử tưởng tượng 1.200 tấn nó to thế nào. Một người bình thường nặng có 50-60 cân à. Và đây là toàn cảnh. Đây là những con cá khổng lồ của mình rồi. Con này là con Satasaurus. Còn con này là con Megalodo. Đây là con Briosaurus. Con này cũng khá là mạnh. Ok, đây là toàn cảnh dưới nước của mình nha, mà mình chưa mở hết đâu. Đây, trong này đang còn rất là lộn xộn, mình chưa có thể xây dựng hết được. Rồi giờ mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn ở kỳ băng hà của mình nữa. Kỳ băng hà của mình có những con nào nhỉ? Rồi, ok. Mình cứ mở khóa thành tích hoài vậy. Đây là công viên ở kỳ băng hà của mình. Wow, Nam Cực. Đây là một con không biết tên là gì nữa. Con Megito Herium. Nó giống như là con báo vậy. Đây là những con lượn lòi. Rồi, báo cáo các bạn, đây là con Atopeura. Đây là con Zed khổng lồ. Và đây là một con rắn. Con rắn gì đấy. Con Titanoboa. Mình đọc mấy cái tên này ngọng lưỡi luôn. Đây là con tuần lộc thì cho nó dễ nhận biết. Mới level 10 nhưng mà rất là khổ. Đây, con mạnh nhất của mình đây là con Tita. Là một Therium. Wow, rất là vậy. Nó đã mắc công nghệ rồi. Và đây là con Idico Therium gì đấy. Và đây là hai con mammut. Đây là con voi mammut được, và đây là con mammut cái. Ok, và đây là một con người ươi ma dại gì đấy.
nó cứ eo lạ vậy, nhưng mà chỉ số rất là cao đấy. Rồi quay lại với Jurassic Park của mình nhá. Quay lại với công viên khủng long của mình, mình đi xuống ngoài phát đó. Rồi những chú khủng long đáng yêu của mình. Các bạn có thể thích video, chia sẻ video cho bạn bè cùng biết nha. Và hãy đăng ký kênh để ủng hộ Siêu Nhân Gameplay. Rồi thì chuyển được video đã ra rồi. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của Siêu Nhân Gameplay nha. Rồi thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở các trận chiến tiếp theo của khủng long. Bye bye, bye bye, see you again.